Kính chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của Tỷ Audio, một kênh chuyên cung cấp thiết bị âm thanh hàng bãi, cục đẩy Crown Macrotech. Quý vị thân mến, ở clip này Tỷ Audio giới thiệu đến quý vị và các bạn. Hiện nay bên Tỷ Audio có một cặp chép nổi tiếng của hãng JBL. Đây là một cặp chép dài và hiện nó không có còn loa kèn mà nó chỉ còn cũ không. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin vui lòng liên hệ theo số 0975 600 005 và mã số của dòng chép này là 2416H-1, mã lô là 234-JBL. Quý vị thân mến, dòng chép này thường hay lắp ở những loại loa có công suất mạnh, chẳng hạn như 4738 hoặc là 935 hoặc là 725 935 hoặc là 938. Đây là những dòng chép được đánh giá rất cao của hãng JBL và nó có âm sắc rất là hay. Đấy, hiện nay bên Tị có một cặp, nếu quý vị nào có nhu cầu sở hữu vui lòng liên hệ theo số 0975 600 005. Đây là dòng chép xịn của Mỹ. Đấy, đây là mã số của nó. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin vui lòng liên hệ theo số 0975 600 005. Và cụm từ của cái chép này nó vào khoảng 17. Vào khoảng 17 phân đường kính. Vâng, coi của nó đây. Coi này chắc nó vào khoảng coi 30. Nếu quý vị nào đang thiếu cặp chép lẻ mà muốn mua hàng xịn thì vui lòng liên hệ với Tỷ Audio. Và cái này về chúng ta chỉ cần kiếm một cặp kèn loa để mình lắp vào nữa là xong. Vâng, thôi Tỷ Audio giới thiệu sơ qua về dòng chép này. Vậy bây giờ xin phép được dừng clip tại đây. Xin chào quý vị và các bạn.